Nó lặn đâu đó đó. Nãy giờ vuốt hai con bự rồi nha. Có bò lên. Chết rồi mới chịu á. Ôi đó đó đó, chạy ra đó. Mạnh chạy ra. Trời, đó, đó. Ôi, sát thủ rồi. Chỉ nào, chỉ nào, được không? À, giờ... Ê, kìa, kìa, vô kìa. Chết thủ này nãy giờ vượt mấy con. Kìa 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 kìa, đó kìa, chạy trước trước theo bà mẫu tuốt thẳng luôn kìa, vô hang luôn rồi khỉ gì nữa. Trời, kìa nó chạy ra ngoài con đó kìa, con nhỏ. Thank you.
to đó bự à. Dính rồi. Đâu, đâu chạy được đó. Quá to. Đó, chạy bự luôn đó. Đó, đó, đó. Có một con đó. Ồ, quá trời luôn. Hàng quá trời hàng. Có. Ơi ơi. Mấy con nhỏ nhỏ gì ăn mới ngon đó, đừng chê đó. Mấy con nhỏ ngon đó. Đúng rồi. Chuột là nó sẽ là tương đương với mắc hơn cái thịt heo á, ở ngoài miền Bắc mấy các bạn. Không có coi cái phóng sự á, gặt lúa mà bắt chuột. Thì ở miền Tây mình bị chuột nhiều lắm. Còn mà mình nghe nói miền Bắc là mỗi khi gặt lúa là cả làng kéo nhau đi bắt chuột á. Cái chuột thì nó là 200.000 không đổi mà. Chuột cái này nó mập nó béo lắm, tại vì lúa mới gặt xong nè. Con nào nấy ú đu nè. Tới nữa nha, thủ thế nha, đó, thủ thế nha, chuẩn bị bò ra đó. Chuẩn bị như thế nha, karate đâu ra hết rồi, móc vỏ karate ra rồi.